Trước tình trạng cá tra thương phẩm liên tục rớt giá, người dân có nghề làm mắm cá lóc, cá rô truyền thống tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã nghiên cứu và thử nghiệm làm mắm từ cá tra. Theo đó, cá tra sau khi thu hoạch sẽ được làm sạch, cắt bỏ đầu và loại bỏ các lớp mỡ trước khi được cắt khúc để ráo. Sau đó, cá được ướp muối rồi ủ trong thời gian từ 4 đến 5 tháng. Trung bình 2 kg cá tra nguyên liệu sẽ có thể cho ra 1 kg mắm. Được biết, thịt của loại cá tra sẽ cho độ mềm cao khi làm mắm. Tại mình biết làm mắm rồi mình làm thử rồi từ từ làm nó ngon rồi cái ai mới bắt đầu làm cho chị em ăn không à. Rồi làm thấy nó ngon rồi giờ ngày từ từ mình làm lớn. Với việc sản xuất thử nghiệm thành công, hiện nay sản phẩm mắm cá tra ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với giá bán dao động từ 90 đến 100 ngàn đồng một kg tùy thời điểm.